Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Tất cả mọi người ra đây tập trung lại, tập trung lại. Chúng ta phải đổi làng thêm một lần nữa rồi. Chúng ta phải đổi làng thêm một lần nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Làm gì đâu mà đổi, trời ơi. Chúng ta phải đổi làng của chúng ta từ ở trong đất liền. Bây giờ Redwood đã ra lệnh cho cả team phải đổi làng một lần nữa. Chúng ta sẽ đổi ra ngoài biển. Đó, wow. Nhìn nè. Trời đó, ơi. Mày thấy đẹp không mèo? Ủa cái gì trước kia đẹp quá kìa, coi nè. Thôi, đi xuống đây nè, tôi chỉ cho. Chúng ta đổi làng lần này á, không phải là đổi luôn nha mọi người. Chúng ta chỉ đổi để chúng ta sinh tồn một tuần làm ngư dân nha mọi người. Wow. Chỉ cần một tuần thôi, chúng ta làm ngư dân và chúng ta sẽ trở nên giàu có. Sau khi lấy được thiệt nhiều kim cương, chúng ta sẽ về làng lại mèo ơi. Vậy hả? Đúng yeah. Rồi. Ờ, nè, tại chị Banda nè, chị Banda nói á, làm ruộng hoài chị Banda ớn quá nè, đúng không? Đúng rồi. Dắt chị Banda đi câu cá thì chị vô. Chị Banda rất là thích câu cá. Bạn yeah. nào là fan của chị Banda đẹp cá hơn là câu cá. Chị Banda, bạn nào fan của team Pirate là mấy bạn á, coi livestream nhiều mấy bạn biết chị Banda rất là thích câu cá luôn đúng không? Đúng rồi, câu cá làm ruộng là nghề của bà mà. Lại đây nè, đó, chị nhìn đi, thấy con gì không chị Banda? Trời ơi, con này con chó cá. Cái túi thì con cá, nhưng mà cái mặt thì con chó hả? Đây chính là chó cá chị Banda, kiếp trước sống hát, kiếp này làm chó cá. Ê, cái con này tưởng nó là nè. Cá chó không chứ? Con này mình kêu tên là gì nè, đồ con cá chó. Kỳ quá mèo ơi. Dạ, nó tên nó mà. Vô đây. Bắt đầu. Đó. Tới nơi rồi. Đây chính là phần riêng của hòn đảo. Mèo nào? Con chó gì vậy? Con chó này nó đưa mình đi á. Đây, để em giải thích cho mọi người nghe nè. Mọi người thấy một cái dòng này không? Dòng mây này không? Dòng mây này chính là nơi mà chúng ta bắt đầu á mèo. Đó, mèo thấy cái dòng mây này nó có xoay hình tròn không mèo? Nó bao quanh hòn đảo của chúng ta. Sau khi chúng ta câu cá, xây nhà và nâng cấp hết tất cả hòn đảo này, dòng mây này nó sẽ mở rộng ra thêm cho chúng ta đó mèo. Kiếm tiền để mình mở rộng cái hòn đảo mình ra thêm đúng không? Đúng rồi, đó các bạn thấy không? Chỉ cần chúng ta làm ngư dân, câu cá, kiếm tiền, xây nhà đầy đủ là cái hòn đảo của chúng ta sẽ được mở rộng ra. Và nếu các bạn thích series này đừng quên nhắn cho mình 100.000 like nha. Năn nỉ mấy bạn luôn á, năn nỉ mấy bạn luôn á. Mấy bạn á, mỗi một like là một động lực cho mình ra video mới. Nè 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 nè, cái này cái gì vậy hết? Đây là con vun đó mèo. Bắt được không? Được nè, bắt được nha. Hả? Ăn vun không? Hả? Ăn vun không chị Banda? Chị ăn vun không? Không, vun để câu cá hả? Ơi, mọi người bình tĩnh, đừng có hoảng sợ. Bây giờ làm theo mình nè. Sao? Đây đây, nhìn tôi nè mèo. Chỉ cần chúng ta bắt những con vun này và chúng ta gắn vô cần câu nè và chúng ta có thể câu cá được. Ủa, cách nào gắn trời? Cái là cái gì vậy? Ủa, cái này là cần câu hả? Mấy con này con dễ chàng á. Con ốc mượn hồn, phải không? Ê, con đó không cần câu, mình bắt nó bằng tay được. Bắt hồn, bắt hồn, bắt không có được. Chị Banda lên đây. Được hả? Chị là ngư dân kiểu gì mà giỡn vậy? Nghĩ sao mà ngư dân mà đi các bắt cá bằng tay chị Banda? Nhìn em nè, đầu tiên á là chúng ta phải vươn cần câu cho xa lên đó, rồi chúng ta quăng dây đó. Sau khi quăng dây như vậy á, những con cá sẽ thấy cái mồi của tôi á gắn vô cái cần câu rồi, mấy con cá sẽ thèm. Cá ơi, tôi thấy cá đang thèm lắm luôn á. Nó thèm à? Cần câu chuyện không có dây. Ê, cá thèm cần câu của tôi. Cá giật lên mèo, giật lên. Cá câu trúng nó kìa. Rồi xong, nhìn tôi nè, giật cần câu lên nè đó. Ủa, giật sao, giật sao? Ủa, giật đây, tôi câu được nè, tôi câu được con cá rồi nè mèo. Ui, từ từ, ui. Con cá nó đang gỉ dây của tôi. Mày gỉ á, gỉ nè, gỉ, 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 gỉ. À, phải gỉ nhiều nhiều mới được. Ê, tôi câu được rồi nè mèo. Dễ thương quá à. Wow, một con cá luôn. Đây, mèo chị Banda theo tôi. Ê, sao gỉ đứt hoài ta. Từ từ, Poppy, theo anh nè. Em phải gỉ nhiều. Sau khi chúng ta câu được cá rồi, chúng ta sẽ đi bán cho những con cá chó này, con chó cá này. Những con cá chó này. Đây, các bạn thấy ở đây chúng ta có con cá chó nè. Nó là quản lý tiệm bán cần câu á mèo. Thương á. Ê, cái nó còn le le cái lưỡi ra nữa kìa. Thèm thương ghê luôn á. Ê mèo, nhìn cái con mòng biển này, nhìn nó như vậy thôi thật ra là nó mua cá đó mèo. Trời ơi, bà nội mòng biển này bán cá nè. Đây bán cái cá cho mòng biển bắt cá luôn nè. Đó, sau khi bán con cá này chúng ta sẽ được một tiền cát. Cái tiền nè, $10 nè, tiền cát này mèo. Trời ơi, kêu tiền cát hả? Ừ, và đặc biệt nha, không những vậy á, chúng ta còn có một chiếc thuyền để chúng ta ra khơi đánh cá nữa mèo. Xịn xò thiệt quá hả? Lên thuyền đi, lên. Đây, lên, lên thuyền đi chị Banda. Đúng rồi, em đi xịn chữ gì nào té rồi. Đó, chờ chị té luôn đi. Trời ơi, xịn chữ gì vậy? Đó, thấy không, từ từ đi, đã kiếm nhiều tiền tôi sẽ mua cho mọi người một chiếc thuyền. Cái gì vậy? Ở đây có rác nè. Từ từ, phải dọn rác biển cái đã. Ủa? Mấy bạn ơi, mấy bạn á, đi biển mấy bạn nhớ phải dọn rác biển nha mọi người. Ê, hút ông lái thì tôi chạy theo được nè. Ê, tôi lượm được nguyên một cái túi rác nè, season, có nghĩa là rác biển. Ê, lượm có gì trong đó không? Ăn được không? Không biết. Nè, ơi, rác sao ăn vậy? Từ từ, nè, coi tôi nè, tôi chạy thì mọi người đi bộ theo đó. Nè, vậy đó. Được nè. Chạy chậm thôi. Đó,
Rồi xong, mọi người ở đây câu con cá một tí đi rồi tôi sẽ dẫn mọi người về nhà mọi người ơi. Ủa mình có nhà nữa hả? Có, mình có một ngôi nhà mèo ơi. Ê dầm dầm con chó nhỏ bên kia đang câu cá hay gì kìa. Ừ kể nó đi mèo, tôi câu cá đây nè. Ui, cái cần câu của tôi sao nó móc xuống vô cái thuyền rồi. Nè, vung cần câu cho xa ra mọi người, vung ra. Đó. Ê cần câu này nó lạ lắm á nghe. Không có con trùng là mình không có quăng cần câu được. Đúng rồi, chị Banda chị phải bắt trùng đi ra. Trời chắc rồi không có trùng sao quăng câu. Ê từ từ, cá cắn câu nè. Con cá cắn câu tôi rồi kìa. Kéo vô sao tôi không biết. Nè từ từ để tôi chỉ cho mèo kéo nè, mèo kéo như tôi nè. Khi con cá nó nhảy lên á là mèo á hả kéo vô mèo. Còn con cá mà nó đang chạy á là mèo đừng có kéo. Vậy đó như hả? Tôi nè không. Con cá nó nhảy lên một cái là tôi sẽ kéo cần câu. Ôi, con cá lớn nè, con cá bé của tôi rồi. Trời câu nó cho tôi, câu nó đi, câu nè. Nó. Rồi đứt dây luôn rồi. Đó, có ai có thiếu mồi câu không tôi cho nè. Thôi tôi đi bắt mồi câu đây. Từ từ con cá này nó cắn câu nè nha. Cắn câu, gỉ vô. Tảo à, câu giỏi mà. À, con cá này mày không thể nào chạy hốt được đấy luôn đâu. Gỉ đi vô nè. Con cá này nó bơi nhanh thiệt luôn á. Ê mắt ông bự bự lắm á. Bắt gỉ vô, gỉ vô. Ấy da, tôi câu được rồi nè. Trời bé xuống nước. Rồi, cái thuyền của tôi đâu mất tiêu luôn rồi. Thuyền không ai lái nữa. Nè, có lại rồi. Cái thuyền của tôi hồi nãy tôi đánh nó bể rồi nó bay lại vô bờ rồi nè. Ai tính ra đứng trong bờ câu mẻ hơn. Còn con chó đuôi tím này là gì vậy? Chó này nó đang câu cá nè. À, cái con này nè, vô đây coi thử đi. Ủa, con chó này hình như nó đang muốn cho mình cần câu hay gì á. Phải không? Ừ. Trời lấy nè. Đâu, còn con nào nữa nè. Ê, con cá nó ăn con trùng chị mà không chịu cắn câu. Thôi, tại chị dở chị mình ra. Ôi, con cá này chính là thuyền trưởng nè. Nó ở đây á là nó bán thuyền á mèo. Còn chúng ta đầu tiên là phải sửa lại cái cảng thuyền của nó đó mèo. À. Nè, chúng ta chỉ cần á có tiền 24 tiền thôi chúng ta phải mua được cái cảng này thì phải. Ra ê, mình mua được cái thuyền mới ở đây nè mèo. Mua thuyền mới đây hả? Không. Được, được. Nhưng mà chúng ta phải câu được 24 con cá cái đã. Ôi trời ơi. À, mình câu được cá đi rồi mình mướn con chó nó chở mình đi đúng không? Chị Banda ơi, mình phải tự chở mình chứ con chó nó chỉ bán cho mình thôi. Nghĩ sao bà Banda bà bắt con chó chở bà đi. Con mà biết đáng ghét này mày dám ăn cắp cá của ta hả? Thôi mèo, câu đi mèo. Chia nhau ra câu nha mọi người. Con bé cắp cá được luôn hả? Được. Mèo đang câu á mà nó lại gần nó thấy là nó ăn cắp cá của mèo á. Trời ơi, chị ghét tôi ăn cắp đồ của chị lắm á. Đúng rồi, chị ăn cắp của người ta mà chị Banda. Cái này ăn cắp con kìa. Không phải đâu, tôi đang câu con này nè, con cá này nó hơi bự nè mèo. Giật nó vô. Giật. Cái câu được đây. Ui, nguyên một con cá mà xanh lá luôn mèo. Đẹp quá. Đây, để tôi đi bán cho con này bán được bao nhiêu tiền vậy? Nãy giờ tôi câu không có được. Ê cá kìa. Mèo ráng câu đi mèo. Chưa? Đây, để mình đi bán con này thử nha mọi người. À, ui, con cá này bán được 4 đồng luôn. Mắc tiền lắm đó mèo. Thấy không? Ừ, con cá bình thường chỉ bán được 1 đồng thôi, con cá nó bán tận 4 đồng mấy bạn. Đó, mấy bạn nhớ cho mình 100.000 like ở video này nha. Nếu các bạn cho đủ 100.000 like thì mình sẽ livestream cái series này lên cho mọi người xem nha. Ờ còn bây giờ thì mình đi câu cá cái đã. Bắt được rồi. Đây, bắt được một con cá nữa rồi nè. Nãy giờ tôi câu cá nhỏ không mà hút rồi. Nãy giờ tôi câu được 3 con cá luôn nè mèo. Rồi tất cả mọi người lại đây. Tất cả mọi người tập trung. Đề nghị cả team tập trung. Cá đang cắn câu. Ê, đang câu. Rồi câu lên đi chị Banda. Trời ơi, xảy ra tức ghê. Thôi tôi câu nè hết. Wow, chị cho em hả? Wow, chị Banda bắt được nhiều cá lắm mèo. Nãy giờ chị đi thiền chung nha. Nãy giờ Poppy bắt được bao nhiêu rồi? Có 2 con vậy. Rồi còn mèo bắt được bao nhiêu con? Ôi, con cá gì bự quá vậy mèo? Ê tôi câu nó được không? Từ từ để tôi nhảy xuống nước tôi đánh nó thử coi. Mày không có được. Chắc là mình phải mua cây vợt đó mấy bạn, mình nhảy nước mình bắt nó mấy bạn ơi. Ừ đúng rồi. À, mèo. Chị khóa vậy đó mua. Ôi, đi. Nguyên con cá heo luôn kìa. Mèo ơi. Con đã gặp bão rồi, chạy vô đi mèo. Trời ơi. Bão tới, coi chừng á, bão rồi có cá mập đó mèo ơi, chạy vô. Giọt. Ơi. Rồi chạy vô đây nè, sẵn tiện tôi bán. Thôi chị đi trú bão ở trong cái nhà này. Ôi, nhiều cá quá mọi người. Nè để mình coi mình có được bao nhiêu đồng ha. Đây, lấy hết luôn. Rồi, chúng ta được 16 đồng rồi mọi người. Đây. 16 đồng. Lại đây coi cá của tôi nè. Đâu? Nãy giờ tôi hơi buồn mà tôi câu toàn cá nhỏ không, đau lòng thấy sợ. Trời ơi, mèo câu toàn cá lớn không á, mèo giỡn với tôi hả? Lớn đâu lớn, coi cách nào làm sao biết được con nè, lớn. Nè, cá 4 đồng nè, mèo câu mấy con luôn nè. Ủa vậy hả? Ừ. Tôi là trời ơi. Mèo câu toàn cá lớn luôn mấy bạn ơi. Ý, tôi nè. Rồi xong, tôi có 33 à. Đồng luôn rồi nè mèo. Tôi cứ nghĩ con cá lớn này. Là con cá phù như con cá nóc chứ. Ai ngờ đó là con bự đấy hả? Ủa, sao mèo câu được nhiều cá quá ta? Quan gian vậy ta. Mèo tôi thấy mèo hơi xịn luôn á. Đi ra đây tôi câu trong coi. Thôi mèo, tất cả mọi người tập hợp nè mọi người ơi. Đủ tiền mua thuyền chưa? Nãy giờ chúng ta, nãy giờ câu cá là đủ rồi. Chúng ta không cần mua thuyền nữa. Nãy giờ tôi quên, tôi nhớ rồi. Hả? Tôi câu cá giỏi mà ông nói tôi ăn gian, tôi ghét tôi giận. Thôi kệ mèo đi, tôi đi mua nhà ở đây mèo. Mèo giận thì mèo sẽ ở ngoài đường, còn tôi sẽ mua nhà. Poppy, chị Banda, lên đây nè mọi người ơi. Đây, đây chính là chú cá, kêu bằng chú cá phụ hồ. Đó. Chú cá xây dựng. Chú cá phụ hồ, nghe vậy nó mới ngầu Poppy. Đây, chú cá này giúp chúng ta phụ hồ nè, nó xây nhà nè. Đây, ôi, đầu tiên chúng ta phải nâng cấp cái ngọn hải đăng. Tôi muốn nâng cấp nhà trước. Nâng cấp ngọn hải đăng để có đường về nhà. Nè, nâng cấp ở nhà ở đây nè đúng không? Không phải, hình như cái nhà của mình. Oh my god. Cái nhà này kiểu đang. Nhà này không phải nhà của mình chút nào. Cái nhà này thì cái nhà này sẽ là cái kìa, nhà. Kìa, con hải đăng bên kia kìa, bên này nè.
biết là chị Panda nhưng mà em đang nhìn cái nhà của mình chị Panda. Nè đủ ba cái giường luôn nè. Trời ơi đảo vậy, bốn người ba cái giường, nhau phong bì đâu mà. Ờ vậy, vậy mà còn nói đủ nữa. Rồi luôn, cái nhà này tàn quá mấy bạn ơi. Mình phải đi nâng cấp cái nhà này thôi. Sửa cái nhà này lại đã. Thôi để mình nâng cấp cái ngọn hải đăng lên luôn đi chị Panda ơi. Chị á, mình bắt buộc phải nâng cấp cái ngọn hải đăng trước. Đúng rồi, nâng cấp lên rồi nè. Trời ơi, tôi nói, tôi định nói là ông nâng cấp thì tôi đứng tôi vào. Tới đây nâng cấp cái ngọn hải đăng xong mình sẽ được nâng cấp cái nhà. Bao nhiêu tiền? Cái nhà 64 đồng mèo. Trời ơi, ủa sẽ mèo. Khổ lắm luôn á chị Panda. Phải đi cầu cá. Ủa mình hết tiền rồi hả? Ngọn hải đăng đẹp quá. Thôi vô nhà nè mọi người. Đây là ngọn hải đăng của tụi mình. Cái này cái gì vậy? Ủa cái này cái gì vậy? Ê biến một cái là lên được trên đỉnh luôn nè. Đỉnh hả? Ừ. Wow. Wow. Ôi có một cái ánh đèn kìa mèo. Ồ đảo wow. À. Em biết gì không? Cái đó để khi mà tụi mình đi xa tụi mình wow, sẽ biết đường về nhà. Đúng rồi, cái này là khi mà chúng ta đi xa thì chúng ta sẽ biết đường về nhà. Wow, cái ngọn hải đăng này nhìn bình yên quá à. Đúng là nơi mà mình em mà cái đèn nó tự rọi cho mình cho nó. Cái đèn này nó tự rọi chị Panda. Wow, wow. Còn bây giờ ấy, chị Panda, nhìn ở đây có cái gì nè. Ủa này, xuống đây thôi, nhanh lên. Thôi, từ từ, ở đây có một ngôi nhà cổ nè mèo. Có hả? Ở cái này là nhà bán mà. Ở đây cái vùng biển. Sau khi chúng ta nâng cấp được ngọn hải đăng thì cái vùng biển nó được mở rộng ra rồi kìa mèo. Xuống đây đi, tôi kêu cậu ấy nè. Nguyên một hòn đảo mới luôn. Đúng rồi. Wow. 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 Đẹp quá. Trời ơi, tôi đã bắt đầu hết chi sống ở đây rồi đó. Từ từ, mèo ơi, để tôi xuống dưới chúng ta sẽ tiếp tục đi câu và chúng ta câu thiệt nhiều để chúng ta mua nhà nha mèo. Chúng ta có bạn này xuống đây lẹ đi. Ok, tôi nhảy xuống luôn nè. Chiêu chiêu. Đâu mèo, bạn đâu mèo? Nè, bạn đó đối diện mình nè. Đâu bạn nào? Đây, bạn đây. Trời ơi, tôi thấy bạn đâu, thấy cái nhà mà. Thì nhà của bạn mình đó, mình qua đó mình giao thương với người ta. À, chắc là vậy hả? Đi qua đó, qua đó không? Từ từ, chạy Poppy. Chạy bỏ heo. Chạy heo. Chạy chậm thôi. Ê da. Rồi, Poppy nó chạy kìa. Lên. Em đè cái đầu anh làm anh không lên được luôn á Poppy ơi. Thế đó là chỉ nói thì có một người lái thôi. Rồi, chạy. Đó, thấy chưa, chạy như vậy nè. Có bạn Medusa nè. Có không? Tôi đang đi thiền qua, từ từ. Đang chạy thiền chung với Poppy qua nè. Lên. Đâu bạn cái gì đây? À cái này Reddit, rồi. Đây bạn đây. Trời ơi, cái này là cầu gai. Trời ơi, vô đây coi con diếp biển ở dưới. Cầu gai ăn được á. Con này là con cá kình. Trời ơi đảo quá. Ồ, con cá kình này là cái gì ta? Cá kình này không biết làm cái gì luôn. Ê, giống nó làm nghề chiên ăn cái gì á. Ơi, cái này Atlantis mèo ơi. Atlantis. Thành phố dưới biển nè, nhưng mà nó trồi lên rồi. Ốc này, ok, cái bà này rung rung giống ai bạn comment nữa bạn. Cái bà này rung rung giống ai bạn comment cho biết. Comment gấp cho mình biết. Bà này đi già là tội nghiệp bà quá. Rồi. Bà còn phải chát cái gì trên lưng nữa. Ủa cái này cá ngựa. Ờ, ông này cá ngựa, ông đang mang bầu nè. Ê cá ngựa này biết đẻ con nè. Ở dưới này. Wow. Con cá ngựa cái gì đây chỉ là cái sảnh. Ở dưới này. Ở dưới này hình như là những loại cá mà mình có thể câu được á mèo. Đúng rồi, nãy giờ mình mở được loại nào chưa? Chưa, nãy giờ mình chưa mở được loại nào luôn. Nhưng mà nhìn đi, Long Dương. Long Dương đâu? Nè. Mày chỉ đang né nó coi. Phải. Con này nó phải Long Dương. Cá ngựa. Cái này mày mua cá cổ. Con này con gì á, bạn comment cho mình biết đi mấy bạn ơi. Mình không biết luôn, thôi mọi người đi ra đi mọi người ơi. Tôi nghĩ là chúng ta phải tập trung câu cá đi. Chưa đi hết mà. Quá thôi, đẹp luôn. Đi hết mất công một hồi nữa mình thấy nhiều thứ mình ghiền đó chị Panda ơi. Ghiền quá, đúng rồi. Em thà ra em câu cá em kiếm thiệt nhiều tiền em xây cái nhà bên kia nữa chứ em không thể nào mà. Ủa chứ phải mình ở đây hả? Em không thể nào để con cá của em nó ở ngoài đường được chị Panda. Đây. Chúng ta không nên tham gia. Bên đây có giường nè, chị sẽ ở đây. Ở đây có rác biển nè. Lụm nó đi. Lụm rác biển lại mới được. Đây tôi lụm được thêm một cái nữa nè, hai cái rác biển nè. Ôi, ở đây có lốc sấy cá nè, tôi câu vô cái lốc sấy này thử được. Được không? Đó, tôi đang câu bằng cái lốc sấy cá. Tới đầu cái lốc sấy cá nằm dưới từ từ để coi cá nó cắn câu không cái đó. Đó cắn câu nè mèo. Tôi là đàn tiên cá. Ôi đứt dây luôn rồi, có ai có giun không cho tôi với? Tôi có giun. Có nè. Đây qua đây đón chị Panda với mèo lên thuyền. Có giun mới đón theo chị với. Ờ nghe có giun nó thật đón liền thì chị Panda cho em xin giun chị Panda. Đây cảm ơn mèo. Ủa sao giun thảy xuống đây nó rớt vậy? Em nhảy xuống nước em lụm chị Panda. Ừ cứ xuống dưới xuống lụm đi. Ôi ôi cá nhiều quá. Từ từ chị Panda ơi, cá nhiều quá để em đập. Không được. Ủa đẹp quá mèo. Ê đập được không? Không được chị Panda ơi. Ê biết gì không? Có kho báu mọi người lên thuyền. Chị Panda lên thuyền. Em chở đi nè chị Panda. Lên có thể chở đi được đâu mà không lên. Chị chạy theo cái thuyền. Em chạy em chở chị mèo. Đó được không chị Panda? Sao? Vô cái lốc sấy cá mình sẽ thấy được ở dưới biển rõ lắm luôn á. Đúng rồi, tôi vô thử rồi. Chị Panda chạy theo thuyền được không chị Panda? Được nè, ông trông nha. Chị đừng có chạy nhanh quá, chị chạy từ từ thôi. Kho báo chị có. Đừng chạy xa nhà chị quá ngang, hồi chứ biết đường về. Đây, chiếc thuyền bị đắm nè, kiểu gì tôi cũng có kho báo trên này rồi. Ôi trời, tôi tưởng nó sao đắm nó lòi lên cho anh ta. Ủa, tại đây không có kho báo mà người ơi. Quê quá vậy. Đây, đứa chiếc thuyền nông dân á. Đây, đứa chiếc thuyền nông dân nè. Ê, dưới.
Nữa có tiền còn lại ở đâu? Chúng ta bỏ sót rồi nè. Đây, lặn xuống mọi người, lặn xuống. Thôi cửa đi. Mở cửa ra. Nó ở dưới này nè, không tìm cho kỹ. Trời không có cái gì dưới này luôn á, quê xệ xê xê luôn á. Rồi. Ơi. Con sông quê, con sông quê, con sông quê. Ôi, con sông quê, con sông quê. Rồi sao không có gì luôn á. Thôi lên lên đi mọi người, lên thuyền đi, lên thuyền đi. Tôi sông quê, tôi sông quê. Tôi hay tính ra câu cá còn kiếm được nhiều tiền hơn là đi đậu. Cái này chị cho cũng mấy zone nè. Cảm ơn chị Bạch Đa. Đây là cô báo đó. Chị Bạch Đa nhảy xuống lụm lụm rác dưới biển đi chị Bạch Đa. Rác biển nhiều quá. Kìa, ai mà ăn uống gì xả đây. Có người vệ sinh môi trường người ta lụm. Trời ơi thôi chị Bạch Đa câu cá tiếp nè. Nè để mình câu thử coi. Mọi người nhớ là đi biển đừng có xả rác xuống biển, em tội nghiệp cái biển lắm luôn á, tội nghiệp mấy cá. Ôi, ê quăng cần câu xa vậy Pháp Bi, quăng quá xa luôn. Quăng cái quá xa luôn. Rồi con cá nó cắn câu kìa, sắp tới rồi, cắn. Cắn. Cắn câu đi con cá bự ơi. Con cá này sao nó chịu cắn câu ta? Mình để mình câu gần gần đi. Ê con kia, mày không nghe em hút kia mày cắn câu hả? Mày nhờ cho mày cắn câu hả? Rồi, nó không cắn câu thôi mèo ơi, để tôi câu con cá ngoài này nè. Ê, cá một mắt kìa, cắn câu đi. Con cá bự nó không cắn đâu. Kìa, con tao cắn rồi kìa. Cắn, cắn, cắn. Ôi, từ từ coi chừng đứt dây, coi chừng đứt dây để anh câu nó một cách nhẹ nhàng mà chậm rãi. Đó, câu vô, câu vô, câu vô, câu vô. Yeah, câu được một con cá nhỏ, nhỏ xíu luôn. Thôi mọi người, ráng câu cá đi, chúng ta kiếm tiền, chúng ta nâng cấp cái bến cảng với cái thuyền với cái nhà của mình lên mọi người ơi. Ok, tôi vừa câu dính thêm được một con cá nữa rồi nè. Ê, hình như con cá nhỏ của tôi bị con cá lớn ăn rồi kìa, mắc cười quá. Rồi, con cá bự hơn nó vừa ăn con cá tôi vừa câu kìa. Rồi, đừng nói con này á bự hơn nó ăn nữa nha. Ôi, unbelievable, không thể tin được. Ngủ đi, trời ơi, con này là vô trời hết hồn bên dưới luôn á. À, mấy con này bự cho nên là thức dậy nhanh lắm, mình không thể nào mà kéo nó vô liền được. Mình ngủ vô. Cái con này mày liền quá vậy. Làm ơn đừng có đứt dây nè, đứt dây một cái là hả, tôi khóc xong luôn á. Ngủ đi. Yeah, câu được con cá bự hiện tượng đó. Đi về nhà nè mọi người ơi. Ê, câu được quá trời cá luôn. Em tính là chị chậm lắm luôn rồi chị Bạch Đa. Trời ơi chậm đâu mà chậm. Rồi vô. Cái gì mèo? Sao? Gì? Mèo làm cái gì mà hèm dữ vậy? Ai đang nói chuyện với tôi đó? Mèo câu con cá gì vậy? Người nói chuyện với tôi mèo vậy? Câu được một con cá gì bự quá vậy mèo. Mà con cá của tôi tính là có chút xíu luôn á. Tôi biết cách câu cá rồi cho nên từ giờ hãy gọi tôi là mèo sát cá đi. Nữ hoàng câu cá. Đúng rồi. Thiên thần sát cá. Tổng tư lệnh câu cá. Được chưa mèo? Được, vậy tạm nhận. Rồi đưa cho tôi con cá ra thử coi con cá này bán được nhiêu như vậy. Hơi bị nặng tay luôn đó. Ui, nha. Ui con cá này màu tím luôn. Trời ơi. Ủa con cá nãy giờ mình câu được 4 con guppy là mình mất cả ngày hôm nay rồi đó mấy bạn. Nè mình còn câu được mấy con nhỏ này nữa nhưng mà mèo câu được hẳn một cái con cá gherkin bự thiệt luôn. Mà tận mắt thấy được cái cảnh tôi câu cá làm sẽ lé con mắt ông rành. Rồi thôi để tôi câu cho, để tôi bán cho. Rồi để tôi bán hết con cá nhỏ đi. Tôi chị Bạch Đa đưa rồi. Ê khoan. Ông bán thử coi riêng con cá của tôi là được nhiêu tiền? 16 đồng. Trời ơi. Wow. Ôi có mấy con cá mà câu được 24 đồng nữa nè mèo. Từ để tôi câu cá 24 đồng như vậy. Mấy con cá bự á chị Bạch Đa nói chung là cá bự lắm. Còn chị thì mấy con cá chị giỡn. Người hút đi cho ổng bán. Để tôi bán cái đó mọi người ơi. Rồi để tôi bán đã. Một hồi đã tổng kết coi tụi mình kiếm được bao nhiêu tiền ngày hôm nay ha. Tôi ổng đi chị Bạch Đa. Được vô đây mọi người ơi. Cả tim là nhỏ nhưng mà có vỏ quá nha. Trời luôn nè. Rồi cá nhỏ đâu ra cả đống luôn á trời. Rồi mèo ơi. Mình mua bây giờ người ta hết tiền người ta bán cho mình luôn rồi. Gì kỳ vậy? Rồi xong, còn con cuối cùng luôn á. Bây giờ á tổng thu hoạch của tụi mình là 2 tắc 64 đồng và 8 đồng nữa mèo. Quá nhiều tiền quá. Bây giờ nâng cấp nhà nè mọi người. Đi. Nè lên đây nè, Bobby, chị Bạch Đa. Chúng ta không cần phải bận của bụi nữa. Đây ngôi nhà mơ ước của mình. Em mơ lâu đài tình ai đó. Chỉ có hai chúng ta vậy? Vào đây. Đây. Khoan. Nâng cấp được cái hang nữa nè. Trời tôi một tí. Ông nâng cấp tôi phải chứng kiến được cảnh này. Rồi siêu lại siêu đâu rồi. Rồi mèo đi ra ngoài xa đi. Mèo nhìn thử nha. Rồi tôi nâng cấp nha mèo. Cho nó mới quanh cái nhà đây, lên đây. Bỏ hang tắt này vô. Nâng cấp nhà. Nâng cấp một cái. Ngôi nhà của mình nè mấy bạn. Mời vào. Wow, nội thất tuyệt vời luôn mèo. Trời ơi. Wow. Ủa đẹp quá à. Đã thiệt. Nội thất cũng đẹp luôn. Ôi, hút ơi. Có nguyên cái bếp luôn nè mèo. Cái này đáng đồng tiền hút. Biết sao không? Sao? Mình mua cái nhà mà nội thất bay tặng ri heo luôn. Đúng rồi, chứ đâu phải là như nông trại vui vẻ mình phải tự mua. Mà nội thất là toàn đồ biển không đó nha. Chứ sao chị Bạch Đa? Wow, có nguyên cái ban công nè mọi người. Là ba người ngủ ngoài ban công đi, cái phòng này của chị phải không? Em đánh chị chết chị Bạch Đa. Cái phòng này là của em chị Bạch Đa. Phòng này của em chứ không phải của chị. Chị đi ra ngoài thì ngủ với chị Bạch Đa. Cho chị Bạch Đa đi ra sofa. Chị Bạch Đa ra sofa đi, có nguyên cái sofa. Thôi chị già yếu rồi, chị ngồi sofa hồi chị đau lưng lắm. Đấy, tính ra còn cái giếng đây nè mọi người. Trời đâu? Ủa cái này phải nâng cấp giếng cho con cá. Thôi vậy, nhảy xuống dưới thử không? Thôi đi ba ơi, này phải nâng cấp đó. Nâng cấp hả? Để tôi coi thử coi bây giờ còn thiếu bao nhiêu đồng nữa nâng cấp. Câu cá mọi người. Đây. Nâng cấp cái nhà mát sau
sau vườn nữa kìa. Ê, hình như là có cái giếng nữa hay cái gì nè. Đó. À, đúng rồi, còn cái nhà mát sau vườn nữa. Bởi phải nói. Rồi, thôi vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có được ngôi nhà thôi nha mấy bạn. Để lần sau thì tụi mình sẽ cố gắng nâng cấp thêm nhiều mọi thứ nha mọi người. Nếu như mọi người thả thiệt là nhiều like cho video đẹp này. Đẹp quá đi. Nếu mà mấy bạn thả 100.000 like cho video này thì cả team tụi mình sẽ cùng nhau livestream cái này, câu cá từng con một luôn cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye mọi người. Em bay lâu đài tình ai đó. Sẽ có hai chúng ta vào đây. Chị Banda sẽ là số pha ngủ. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.